Để chuẩn bị cho sự kiện hot nhất của Husqvarna Motorcycle sắp tới, đối với các anh em biker đã đăng ký tham dự chương trình Rider Academy Valley of Challenges sẽ được chăm sóc và kiểm tra xe miễn phí tại xưởng service chính hãng của chúng tôi. Với trang thiết bị đạt tiêu chuẩn của Husqvarna Motorcycle quốc tế, nhằm đảm bảo cho chiếc xe của bạn được vận hành tốt nhất và ổn định hơn trước khi lên đường, chương trình kiểm tra xe miễn phí sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 12 tháng 4. Các anh em biker đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này và hãy liên hệ với xưởng service ngay hôm nay bằng cách nhắn tin trực tiếp đến fanpage Husqvarna Motorcycle Việt Nam để đặt lịch hoặc liên hệ số hotline phía dưới để được tư vấn chi tiết hơn.